Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 1, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành. Đến thăm kiểm tra mô hình sản xuất nấm dược liệu Đông trùng hạ thảo của hợp tác xã Nấm sạch Việt Tú, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động. Mô hình chế biến các sản phẩm từ nghệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hương Yên, xã Chí Tân, huyện Khói Châu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao hiệu quả kinh tế mà các mô hình mang lại. Các mô hình đã và đang chuyển đổi đúng hướng, phù hợp với điều kiện phát triển và xu thế thị trường. Tuy nhiên, các cơ sở đang phát triển theo hình thức nhỏ lẻ, sự hợp tác liên kết chưa cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các doanh nghiệp hợp tác xã tiếp tục đầu tư máy móc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành các chuỗi liên kết bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hưởng lợi trong chuỗi giá trị lớn nhất là hai việc. Một là chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm phái sinh, khâu chế biến là cái khâu mà đem lại cái giá trị gia tăng lớn nhất. Thì thực ra cái phần về trồng trọt tạo ra sản phẩm nguyên gốc là cái phần đấy thực ra lại là phần giá trị gia tăng thấp nhất. Cái thứ hai nữa là khâu tiêu thụ, ta cứ đi mở các showroom rồi các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, chưa phải cái đấy, khâu đấy là nó vẫn truyền thống lắm. Thế bây giờ ta có ứng dụng các công nghệ hiện đại rồi dựa trên các cái nền tảng đa phương tiện thì cái đấy là cái mà đem những cái thông tin rồi quảng bá các sản phẩm của mình nhanh nhất, rộng nhất đối với người tiêu dùng, hay là sự liên kết với cả các cái doanh nghiệp lớn để ta ổn định được cái tiêu thụ sản phẩm. Nếu mà định hướng được cái khả năng tiêu thụ được sản phẩm thì ta mở rộng cái sản xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tham mưu với tỉnh cơ chế chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã mở rộng sản xuất, kết nối tiêu thụ, tiếp cận các thị trường tiềm năng.